Xin chào cả nhà. Rồi cả nhà thấy là hôm nay cái ngày rất là nắng đẹp các bạn. Một cái ngày giữa tháng 4, nhiệt độ tầm 24 25 độ C, coi như là sau khi trải qua mấy tháng mùa đông lạnh lẽo thì hôm nay là cái ngày nắng nhất của đầu tiên là nắng nhất trong mùa xuân. Cái ngày đầu tiên thì giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị lấy cái du thuyền của mình ra và chuẩn bị cho cái chuyến đi câu cuối tuần, tại vì dự báo thời tiết nói là cuối tuần này vẫn còn trời rất là đẹp, cho nên ở ngoài biển sẽ rất là ấm, và mình sẽ và cả mọi người cũng vậy, những ai có tàu thì cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cái tàu mình nó sẵn sàng để cuối tuần đi ra mình thăm mấy chú cua của mình ở ngoài nó như thế nào. Rồi đây các bạn thấy là khi mùa đông thì mình đậu nó lại, mình chùm nó lại kín hết để coi đậu vào cái khoảng lúc 10 tháng 10 tháng 11 tháng 11 thì mình đậu nó lại. Sau khi mình thay nhớt rồi mình làm những cái gì cần thiết để mà cho cái lấy nước trong cái máy ra nọ, tháo bình ra thay nhớt thì để cho mình để mùa đông mình đậu nó sẽ không có bị nước nó vào cái máy của mình mà nó sẽ bị đông đá. Thì tới mùa này mình mở nó đông đá thì lúc đó nó sẽ bị nó bể cái máy của mình các bạn, là cái nước nó nở ra. Bây giờ mình sẽ kéo nó ra, mình dùng cái máy rửa công suất mạnh mình xịt cho nó sạch. Đó, ở đây có máy chuẩn bị sẵn sàng. Sẵn trời đẹp mình rửa máy rửa xe luôn. Đây, thấy thì đây cái bánh xe nó cũng đã bị xẹp một bên rồi. Thì mình cũng chuẩn bị cái đồ bơm và bây giờ mình sẽ bơm nó lên. Bơm nó lên mình sẽ kéo nó ra. Và sau đó thì mở bạc mở đồ ra và gắn bình đồ vào rồi cho nước đồ vào, và mình sẽ nổ máy lên cho nó lên để cho nó máy cho nó chạy như sao. Và sau đó thì cuối tuần này xuất phát chuyến đi biển một đầu tiên. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mình phải đổi nó cao lên để cho lỡ nó có nước cái gì nó sẽ không có bị động lại, để cho nó có cái độ chuối xuống nó chảy nước ra. Thì bây giờ mình phải thả nó xuống lại, và mình để lên sau. Bây giờ mình quên ba nó. Không có đủ cao các bạn ơi.
sao ta? Mình tiếp tục làm cái tàu. Tại vì hôm qua mình vừa rửa xe vừa rửa tàu nữa, cho nên mình không có cái thời gian để mà mình mở cái máy tàu lên. Thì bây giờ để mình đây mình sẽ mở cái máy tàu lên. Bây giờ đây cái bình đây. Gắn cái bình vô để mà nổ máy nó lên.
Để cho nó đừng có bị đọng nước. Mùa đông nó vậy các bạn, trò nó hơi nước nó móc mà nó dơ. Giờ mình phải chùi lại nữa, trò nó móc cái tay lái được. Wow, giảm hàng trực là phải bỏ một ngày đó mà. Trong này thì không sao, trong này thì không bị vô nước móc, ở ngoài cái hơi nước đó mà. Nước móc dơ chỉ lâu lâu lại cái này được. Cái để mình cho cái nước lạnh nó chạy qua máy tàu, nó cần phải cái máy nó cần phải hút cái nước vô chạy được. Thank you.
mở cái quạt không hút gió lên để cho nó chạy một hồi, cho nó khuya hết những cái hơi ga gì phải xếp hết rồi. Chơi đi bayu rồi. Nó lỗ ngon là các bạn ơi. Giờ mình để cho nó nóng 15 20 phút cho nó nóng máy. Ngon lành cành đào các bạn. Bây giờ mình xả nước, mình lau lại mấy cái ghế cho nó sạch sẽ. Quá giờ luôn.
trắng trẻo đẹp trai không các bạn, so với lúc đầu lúc mình mới mở ra bụi đen thù lùi. Bây giờ mình chùi lại một phát là nó sạch mới tinh. Ghế rồi trắng bóng loáng luôn. Rồi như vậy là coi như là xong. Rồi các bạn, thì coi như bây giờ coi như là đã xong hết các bước để mà chuẩn bị cho chuyến ra khơi cuối tuần. Chỉ còn một điều là cái bánh xe nó bị xẹp, và ngày mai mình sẽ đi thay một cái vỏ xe mới, và mình phải mua bảo hiểm. Và cuối tuần là mình có thể kéo ra biển để mà enjoy cái thời tiết rất là đẹp của mùa xuân. Và cũng xin kết thúc cái video ở đây, và hẹn gặp lại ở các bạn ở cái video tiếp theo, bắt đầu những chuyến đi biển mùa hè của mình nhé. Bye bye.